Mình là Quyên, hôm nay mình sẽ trình làng cho anh chị một chiếc micro thần thánh nhất hệ mặt trời mà đang làm mưa làm gió tại Vidya nhé. Navision Note 52 chính là điển hình những dòng micro được ưa chuộng nhất trong phòng hát karaoke bởi vì độ chất lượng của nó mang lại cho người hát. Cùng Quyên khám phá qua những tính năng ưu việt của chiếc micro này nhé. Với công nghệ chống hú hoàn hảo, Navision Note 52 không như những chiếc micro bình dân khác, cho nên dù để gần loa hay điện thoại đang bắt sóng đều cũng sẽ không đau đầu khi nghe tiếng chói tai. Tính năng loại bỏ hoàn toàn sóng phản âm hiệu quả, giúp cho micro giảm bớt đi tình trạng hú rè thường thấy ở một số dàn âm thanh trong phòng có diện tích nhỏ và hẹp. Tích hợp công nghệ tăng cường khả năng hút âm ở phía trước và hai bên micro, người hát có thể để cách miệng khoảng 15-20cm mà vẫn hút âm rất nhạy, cho nên việc hát karaoke rất nhẹ và không bị hụt hơi. Khả năng điều chỉnh giọng ca giúp anh chị hát đến đoạn cao trào, khoe giọng cao vút cũng không bị vỡ tiếng. Giọng ca dù cao hay trầm, mạnh hay yếu đều ra là rõ, trong và thật. Tính năng lọc bỏ tạp âm hoàn toàn chuyên nghiệp giúp anh chị có thể hát thật thanh thoát, thoải mái, tuyệt đối không nghe tiếng thở hay tiếng âm gió do người hát phát ra. Micro và đầu thu Navision Note 52 có khả năng bắt tổng xa đến 100m, hoạt động ổn định và lâu dài, cho nên vì vậy mà micro phù hợp với phòng hát có diện tích rộng, hội trường và lớp học. Tính năng cảm biến gia tốc chính là một trợ thủ đắc lực cho phòng karaoke kinh doanh về việc tiết kiệm pin, bảo vệ micro, bảo vệ loa hiệu quả nhất. Ngoài ra, micro Navision Note 52 có khả năng tự động ngắt sau 5 giây không sử dụng và ngắt khi bị rơi, giúp tiết kiệm pin và tăng tuổi thọ cho micro. Với những tính năng tuyệt vời này, Navision Note 52 không những phù hợp với những gia đình đòi hỏi cao về mặt chất lượng âm thanh mà còn phù hợp với những phòng kinh doanh muốn đổi sang hình thức cao cấp hơn, chuyên nghiệp hơn.